Mina san, konbanwa, konbanwa. Ok, tất cả vì mục tiêu được ăn Tết ngon ạ. À. Đây là chúng ta sẽ cùng nhau cả học tập chăm chỉ nhá các em nhá. Ides ka. Hey, Hajimasho, được chưa? Tất cả vì 6,5 ạ. Bắt đầu từ những câu chữ Hán nha các em nhá. Chúng ta cùng nhau comment nào. Ryoko ngai đổ tố à. Nani nani deva. À để hajimete atta. Các em có chữ hiện và chữ địa đúng không ạ? Nào, hiện địa thì mình sẽ chọn là gì ạ? Câu số 1 các em comment trên xe cái số thứ tự nhá. Các em viết có mỗi gì 21 là các em làm cả hai câu ấy hả? Chữ hiện nào? Chữ hiện này các em nhớ trong từ hyogen không? Hyogen là cách diễn đạt đấy ạ. Địa thì sẽ là gì ạ? Và đó chính là đáp án gì các em nhớ? Genchi. Đúng không ạ? Hai, so this này, Genchi. Tại cái địa điểm đó đúng không ạ? Đấy, tại cái nơi xảy ra, tại cái địa điểm đó. Câu số 1 đáp án 2, câu 2 đáp án là như các em đang chọn ở đây rất nhiều bạn chọn là ki dự đúng không ạ? So this này. Ok, có một cái từ ở đây từ ngã các em để trên xe nhá, koronde. Ngã xe máy và gì nhở? Đề ki tạ là đã hình thành là có vết xước, vết thương ở chân. Chữ Hán là chữ thương luôn các em ạ. Và đó là ki dự. Ki dự, vết thương hoặc là vết xước đều được ạ. Ichi bằng. Ngoài ra nếu trên xe ở đây có từ a tổ. Sẽ nên phải khẳng định là 80% các em chỉ biết từ a tổ mang nghĩa là gì là sau. Đó là chữ này, là hậu. Nhưng có một từ a tổ nữa chữ Hán này. Đây ạ. Đó. A tộ nếu mà là chữ Hán này thì đó chính là chữ tích. Đây là chữ tích. Và tích là gì? Là những cái dấu vết, cái dấu mà để lại như vết sẹo ấy. Hay là tóm lại chúng ta dịch là dấu vết hoặc là vết tích. Nhá. Nhớ A tộ ạ. Nhớ chưa? Dấu hoặc là dấu vết. Yakedo thì thường người ta không biết chữ Hán. Còn Shiwa. Shiwa là nếp nhăn đúng không em? Shiwa nếp nhăn. Ok. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang câu số 3. Câu số 3 là mình có chữ bình hòa. Sensononai. Nani nani nakai sha ga kimasu yoni. Masu yoni, masen yoni. Đó là ước rằng và mong. Cầu mong là gì nhỉ? Một cái xã hội như thế nào đó không có chiến tranh. Và đó chính là hòa bình. Và hòa bình thì đó chính là hewa. Hewa đúng không em? Tôi cầu mong là một cái xã hội hòa bình không có chiến tranh. Và cái chữ bình này nó còn cách đọc là bio. Đó là trong từ biodo. Tại sao mà câu 1 nó có chữ bio ở đây? Nhá, bio đồ là chữ bình đẳng ạ. Nhớ cách đọc trên xe nhá. Cái chữ bình này còn có cách đọc là thai đa là bằng phẳng. Đó, em nhớ nhá. Đây ạ, thai đa. Thai đa này, bằng phẳng này. Bio đồ bình đẳng này. Còn hê qua thì quá dễ rồi. Bài nào, bài thi chữ Hán thì bao giờ chẳng có câu dễ câu khó đúng không? Thì đây là câu dễ. Tiếp theo là mình có từ điện và chữ ba. Ba này trong từ dọ, từ gì ạ? À, sóng đúng không em? Nami. Đó. Nào. Sóng điện đâu ạ? Các em nhớ lên xe nhá. Đây là sóng này. Nami. Và chữ này ấy, nếu mà các em để ý là nó rất là giống với một vài chữ nữa. Chữ từ này từ kare này. Đúng không? Đây là từ kare này. Chữ kare này. Đúng không? Là có bộ bì đấy ạ. Nói chung là bộ bì đấy. Vậy câu số 4 này. Kênh sẽ nên nghĩ rằng là câu 4 rất nhiều bạn chúng ta sẽ bị phân vân. Bởi vì là chữ đêm chắc chắn là đen rồi. Nhưng mà vấn đề là không thể đè đen Nabi hay là đen Hạ được. Đêm bạ hay là đêm bạ. Nhớ trên xe là câu này là tên tên hay là ma đự. Rất nhiều bạn nên nên thấy ở đây đa số là đang bị sai ạ. Và đáp án của chúng ta đó chính là đêm bạ ma đự. Rất nhiều bạn đang chọn từ này là chữ gì? Chữ bạ không phải nhá. Đêm bạ ma đự to tướng nhớ chưa? Đó, đêm pa todokanai là không có sóng đấy ạ. Điện thoại không bắt được sóng. Đêm pa. Câu số 4 đáp án của chúng ta đó là sang bằng. Có bạn tuyệt tài. Minasa Hitori Dake. Có duy nhất một bạn đúng thôi ạ, còn lại toàn chọn 4 thôi. Hay rồi sẽ thấy không? Trời ơi, đây là một câu có thể coi là khó đấy ạ. Một câu rất là nguy hiểm đúng không ạ? Cứ tưởng chừng là dễ. Sang băng game nhá.
Câu 5 nào? Câu 5 nó chính là chữ đại biểu là đại diện ạ. Đai, đai gì đó đúng không? Đại chắc chắn là đai rồi, mình sẽ loại một này. Đai hiyo, đai hiyo, đai pyo. Các em để ý là câu 2 và câu 3 là chữ yo này. Một yo vết to, một yo vết nhỏ đúng không? Thế thì để ý nhá, là chữ yo của chúng ta nó là âm ghép và đó chính là đai hiyo. Hiyo là âm yo nhỏ nhá. Câu 5 của mình đó là ni bang. Đúng rồi ạ. Đã có bạn làm câu 6 này. Bạn Phương Trang, Hữu Hương Trang đúng không ạ? Đã làm câu 6 rồi. Câu 6 của chúng ta. Wakare no aisatsu ni nanani ga ippai ni natta. Rồi các em ơi, câu 6 này là mưa nè. Kochi, nodo hay là kokoro? Chắc là mình sẽ loại câu 4 luôn, bởi vì kokoro là chữ tâm cơ. Nodo thì chắc là mình cũng loại luôn rồi. Nodo đây ạ, cái họng đúng không? Tiếp theo, Koshi. Em nhớ cho nên Koshi nhá. Koshi ở đây ấy, tất cả các chữ Hán mà nó có cái bộ đằng trước giống bộ nguyệt ấy thì nó là bộ nhục. Những cái bộ phận cơ quan trên cơ thể thì nó sẽ có cái bộ nhục ở đằng trước này. Đằng sau là chữ yếu đúng không? Và Koshi là eo, eo hông. Đúng không? Yếu là cần, nó cần thiết phải có eo, Koshi. Và cuối cùng là chúng ta có chữ mune. Đây chính là mune ạ. Nhá. Ides ka? Mune. Vậy là chúng ta sẽ chốt đáp án câu này đó là ichi bằng. Ngoài ra là mình có một vài từ nữa cũng đi với một số cơ quan trên cơ thể nhá. Nhớ cho em xem vừa nói rằng là tất cả những chữ Hán mà có cái bộ nguyệt đằng trước ấy, nói tóm lại là có bộ nguyệt, thì nếu mà nó là một cơ quan trên cơ thể thì gọi là bộ nhục. Ví dụ như đây có viết lại này, Koshi này, Mune này, hay là mình có từ não ấy, No, cái này nó có cái bộ nhục không? Thế vừa nói đấy. Hay là mình có hai phổi này, đúng không? Hay là Shinzo là tim này, Shinzo, hay là mình có Hiza là đầu gối, Hiza, Kata, Kata là cái vai đúng không? Ừ, đây, đó, tất cả nó đều có cái bộ nhục đấy, thì các em sẽ chú ý cho em xem nhá. Em nhìn thấy không? Đó, ok, rồi. Câu số 7 là thấy các em đang chọn sang băng. Chữ Hán là chữ chữ D, D hạ đúng không? D hạ giảm xuống đấy ạ. Yoru ni nari, kiyou ga sukoshi zutsu nanani sekita đúng không? Nhiệt độ dần dần giảm xuống từng chút một. Thì cái từ sukoshi zutsu này là chính bằng từ shidai ni và dan dan. So desu na, chữ D phải là T rồi, hạ thì là T cạo các em ạ. T cạo đúng rồi ạ, đáp án đó là sang băng. Câu số 3, câu số 7 xong rồi đến câu số 8 nhá. Câu 8 là ni băng à? Ừ. Chữ tư liệu à? Tư liệu thì là tài liệu. Tài liệu đâu? Atarashi Nihon của Kosuni, ai đi tai no desu ga. Tôi muốn vào cái khóa học tiếng Nhật mới thì có cần phải có tài liệu gì không ạ? Và đó chính là CDO có trường âm rồi ạ, chữ tư liệu ni bằng. Đúng rồi. Chào Kyu bằng câu số 9 nào. Sumimasen, osara o mo. Mo ippai kudasai. Now, ichimai chứ. Chốt đó, sumimasen, ichimai ạ. Một cái đúng không? Hãy cho thêm một cái đĩa nữa đi ạ. Câu 3 thì là sa chữ, đây là đơn vị đếm sách vở. Đây mới là hai này. Hai bai hoặc là pai. Đếm ly, đếm chén đúng không? Khá bai, cạn ly. Còn lại là mình xem câu 1 hay câu 2. Câu số 9 ý, nếu mà cái câu 2 này ý, thì nó là chữ huyết các em ạ, và huyết là máu. Nhá, các em để cho từ kế chữ chữ là huyết áp này. Kế chữ ạ. Được chưa? Hay là mình có Ketsueki Gata. Nhá, Ketsueki Gata đó là nhóm máu ạ. Được là kế chữ em nhá, huyết mà. Đáp án đó là một rồi, Ichiban bộ mãnh. Câu số 10. Nihon wa kaigai no iroiro na kuni to boi kiyoseru. Mậu dịch buôn bán thương mại trao đổi đúng không? Nhật Bản thì đang thương mại đó, trao đổi buôn bán với những cái nước khác, nước ngoài khác đúng không? Vậy là hãy tìm lên xe chữ mậu nhé. Chữ mậu ở đây thì mình sẽ lại ba, bởi vì đây là chữ phòng. Đây là cũng là chữ phòng này. Câu 1, câu 2 thì đây là chữ dịch. Còn câu 2 thì chữ lợi ạ. Đây là chữ lợi các em ạ. Các em biết từ rieki không? Rieki đấy ạ. Đúng à, chữ lợi ích đấy ạ. Rieki nhá. Vậy còn lại đó chính là chữ này là chữ dị hoặc là dịch. Nếu mà là danh tính từ ấy thì mình có từ yasashi. Đây chữ này các em này. Đó, chữ dị là dễ dàng đúng không? Thế nhưng mà nó còn có một âm hán nữa là dịch ý. Mậu dịch đáp án số 1 ạ, câu 10.
Hay, đúng rồi ạ, y chi bằng đề xíu. Câu số 11. Câu số 11 là gì ạ? Ninki no restaurant o yoyaku sa. Yoyaku là đặt trước đúng không? Mình đặt trước một cái nhà hàng mà yêu thích. Câu 11 rất là nhanh, các bạn Thanh Hằng đúng không ạ? Thanh Hằng và Nguyễn Hoa. Câu số 1 thì chúng ta loại này, câu 1, câu 2 loại ở đây là chữ yếu. Chúng ta phải đi tìm chữ dự cơ. Cứ dự câu số 4 thì chữ đằng sau này là chữ dịch. Dịch các em ạ, trong từ yaku thì ta chữ ý, hay là yakuwari là vai trò. Vậy yaku của mình nó phải là chữ ước cơ. Ước ý, ước là kiểu như là chúng ta có từ là đính hôn ý, hôn ước là trước đúng không? Đặt trước ý, vô yaku, đáp án số 3. Ok, câu số 12. Tai riku. いつかアメリカ大陸で仕事してみたい. Nào các em ơi, tai riku của các em là gì đây? Câu 12 rất là nhanh, có bạn Hoàng Thu Hà chọn là Yong Bang. Thanh Hằng là Yong Bang. Các em nhớ gen gen nhá. Tai riku ấy đó là đại lục, là ở đại lục. Ví dụ như ở đây là đại lục Mỹ đúng không ạ? Lục địa Mỹ, châu Mỹ đấy, chúng ta tóm lại cái này là châu Mỹ đi. Tóm, nhưng mà đại lục nhá. Thì đầu tiên là đại lý này. Đại gì nhỉ? Chữ này là chữ đài. Đại thôn và đương nhiên có 4 đó chính là chữ đại lục. Nhiều gen xe nhá, lục địa, đại lục hay là châu gì đó. Ừ, châu lục. Dông bằng để xỉa. Ừ. Ok, câu số 13, Diêu Sa Băng. Okashi, nghe nói là kẹo của Nhật thì ở nước ngoài ấy là được rất là yêu thích đúng không ạ? Ừ. Okashi sẽ loại câu 4 nhá, loại câu 1 ạ. Bây giờ chỉ có thể chữ tử thôi, nhưng mà kẹo của mình nó có bộ thảo không? Câu 2 có thảo, câu 3 không có thảo. Cái này thì các em để ý, cho nên nếu mà không có thảo ấy thì nó là chữ quả trong từ kudamono. Kudamono là hoa quả ấy ạ. Còn nếu mà kẹo thì nó phải làm từ hoa quả, nó phải có bộ thảo và quả. Và đáp án cuối cùng của mình đó chính là ni bằng. Câu số 13 có bạn Thiên Thanh đang bị nhầm chọn câu số 3 đấy ạ. Nhớ trên xe là kẹo thì phải có thảo nhá. Chúng ta đến câu cuối cùng ạ, chữ Hán cuối cùng nha. Câu 14. Atarashi hatsou ikkaste shouhin o tsukuru. Ika sự các em ạ, ở đây có một từ ika sự là phát huy. Phát huy các em ạ. Nào, mình phát huy cái gì mới rồi làm ra một cái sản phẩm. Đó, hatsou, phát tranh, đây là trong từ chiến tranh, phát tưởng, phát tống và phát thì là từ này trong từ hashirimasu đúng không ạ? Là chạy á. Ừ. Nào, các em sẽ đoán trên xe là mình sẽ phát huy cái gì mới để mình có thể tạo ra sản phẩm mới. Để tạo ra một cái sản phẩm tốt. Câu 14 này thì có bạn chọn 2 và có bạn chọn 3. Các em nhớ là sẽ đang dịch nghĩa cho các em rồi đấy. Sau khi dịch nghĩa xong thì các em đoán nó sẽ là phát gì ạ? Phát gì ạ? Phát tưởng đúng không ạ? Phát tưởng chứ, trong đó nhớ sẽ nhá, tưởng này chính là tưởng tượng. Phát cái trí tưởng tượng thì đó chính là gì nhỉ? Là sáng tạo và ý tưởng. Phát huy là mình sẽ phải tận dụng hết, đưa ra hết những cái gì nhỉ, ý tưởng, những cái sáng tạo của bản thân để tạo ra sản phẩm mới, nhớ chưa? Đấy là chúng ta dịch vào nghĩa mà. Còn nếu mà các em chọn hatsou sang băng ấy thì nó cũng đọc là hatsou, nhưng từ này nó không hợp nghĩa trong câu này, bởi vì từ này nó chỉ đơn giản là gửi hàng thôi, từ này là gửi hàng đi thôi. Trong trường hợp mà đấy thì chữ Hán nó rất hay kiểm tra chúng ta là có những phương án mà chúng ta thường các em hay chọn những phương án quen thuộc đúng không? Đúng không? Đấy, nhưng mà dựa bằng nghĩa thì hãy nhớ trên xe là câu 2 này sẽ đúng hơn ạ. Nhớ trên xe nhá. Đáp án đó là đi bằng. Rất nhiều bạn đang chọn phương án đó là sang băng đấy ạ. Câu 14. Uyên Pu, Hương Ly, Thương Út, Thu Hà, Hữu Phước, Huy, Huy, Trầm Hương, Hương Phan, Nguyễn Hoa, Tuyệt Tài, Tùng Giang, Thanh Hằng, Nguyễn Hoa, Quang Hiển, vân vân. Là cho nên đang đọc tên những bạn mà chúng ta đang bị chọn nhầm nhá, để chúng ta sẽ có thể chú ý hơn ạ. Ok.
Rồi, sẽ có những chữ mà nó đọc giống đồ, có cách đọc như vậy thì chúng ta sẽ dựa vào nghĩa nhá. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần đó là phần ngữ pháp á, phần chính của ngày hôm nay. Em ơi, quay về câu 1 nhá, tìm trên xe. Ngữ pháp ạ. Trời ơi, các em ơi đừng ngại ạ. À. Các em coi như đây là một lớp học nhá. Livestream thì coi như là một lớp học nhá. Thì cô và trò chúng ta cứ như là bạn bè thôi ạ. À. Thì khi mà sẽ lên đọc để chúng ta nhớ hơn thôi, không có gì phải ngại cả. Các bạn thoải mái các em nhá. Không thích sẽ lên đọc tên à? Câu 1 thì có bạn chọn 2, có bạn chọn 4 này các em ơi. Lúc nào các em cũng nghĩ là cà thì phải đô, đi với đô cà đúng không? Thì đấy là ngữ pháp của N4 rồi, N5 rồi. Cà đô cà là có hay không? Nhưng mà vấn đề ở đây có phải là dịch là có hay không? Cô đấy, nan ta đâu nè. Cái này là cái gì thế nhỉ? Số đấy, cái đó. Cô bự, cà năng, cà già nay, cà si ra. Già nay, chẳng phải là cái cốc hay là cái gì đó ý. Các em nhớ trên xe nhá, ngữ pháp của mình đó là cà. Ở đây chắc chắn là cà, không thể đi với nan tệ là đạt tệ được. Cà đô cà là có hay không? Nhưng mà chúng ta có cái này này. Cà nan cả cà là hoặc đúng không? Em nhớ cà là hoặc là hay không? Và mình có cái cốc hay là cái gì đó ý. Nhớ trên xe nhá. Khi mình đưa ra một cái ví dụ, mình đang phán đoán ví dụ là hay là cái gì đó ý. Nhớ trên xe nhá. Khả năng cả nó đi lại cho nhớ đi ạ. Mình đưa ra ví dụ về một cái nhóm sự vật gì đó mà khi mình nói mình không thể chỉ ra một cách rõ ràng được ấy nha, không chỉ ra rõ ràng này, tôi thấy là cái đấy như kiểu là cái cốc hay là cái gì đó ấy, cái cốc hay là cái gì đó ấy, coi như cái từ năng cả này chính là từ năng đi cả đấy các em ạ. Ok, câu 2 là một câu rất là dễ và sẽ để thấy các em chọn rất là nhanh rồi, và câu này thì chắc chắn đáp án của chúng ta là dương bằng. Đấy chưa? Hãy viết theo những gì mà sensei nói. Sensei no yu to ri ni theo như. Wa ri ni là mặc dù. Ka wa ri ni là thay vì hoặc là gì nó đổi lại. To tan thì phải là ve ta. Ve ta to tan ni đó là sau khi A thì ngay lập tức B. Và đáp án đó chính là dương bằng rồi ạ. Câu số 3, sang bằng. Konnani Nihongo ga jouzu ni atta no dakara, nani nani gokaku dekinakute mo mansoku desu. Các em nhìn thấy có từ temo nhá. Cho nên đang khoanh từ temo thì các em auto chọn gì ở đây ạ? Masaka, không đời nào đứng sau luôn đi phủ định. Amani cũng phải đi với phủ định không mấy. Tatoe, mặc dù ngay cả, và KST là ngược lại. Vấn đề ở đây là chúng ta có temo. Ngữ pháp của mình đó là ikura. Ikura, tatoe hoặc là donnani đều dịch là cho dù và mặc dù ạ. Đã học tiếng Nhật giỏi như thế này rồi, vì vậy nên cho dù không đỗ đúng không thì tôi vẫn gì hài lòng và mãn nguyện, nhớ chưa? Tatoe temo, động từ temo tính từ y cự temo và tính tuê na sẽ là gì? Đế mộ các em nhá, cho dù và mặc dù ạ. Đúng rồi, có ba lòng câu rất là dễ đúng không, kể cả không dịch chúng ta vẫn ra được. Câu số 4 nào, câu số 4 thì là một câu còn dễ nữa cơ. Nhờ. Không thể nào sai câu số 4 được. Các em nhìn thấy đằng sau có mama đúng không ạ? Mama thì nó chỉ đi với v, v sờ đúng rồi. Veta mama hoặc là venai mama là giữ nguyên và duy trì trạng thái đúng không ạ? Hay asa okitara terebi ga tsuketa mama ni natte ta. Sáng ngày ra thức dậy thì thấy là tivi vẫn thì bật nguyên để như vậy suốt, duy trì đúng không ạ? Nguyên như vậy luôn đấy ạ. Cái này là một câu rất là dễ bởi vì nó chỉ hỏi các em kết hợp thôi. Kết hợp thôi chứ còn kể cả chúng ta không biết nghĩa chúng ta vẫn có thể chọn được đấy ạ. Vetamama nhớ lên xe nha. Hai, いいですか皆さん 5 番. Kino kare ni nani nani wa hazu datta ga chance ga nakute kyo ni natte shimatta. Đi về ha dự game bạn để còn quá khứ nữa. Bởi vì không có cơ hội nên tôi đã chuyển sang ngày hôm nay. Câu số 5 ạ. À. Các em đang chờ câu số 5 của các em.
Cái này chắc chắn là mình sẽ loại hai rồi, không thể T được. Không thể nào dùng tạ được em ạ. Bởi vì đằng sau là quá khứ rồi. So à? So thì là dự định. Dự định này thì nó phải đi với tương lai cơ. Về yếu tố một T đự, vậy còn lại về đự. Ha dự là chắc chắn đúng không? Đạt tạ là quá khứ. Khi mà các em dùng V đự ha dự đạt tạ ấy, là mình đã chắc chắn như vậy rồi. Nhưng thực tế thì là khác em ạ. Thực tế là khác. Mình đã chắc chắn là mình sẽ nói chuyện với anh ấy hôm qua rồi. Nhưng đứng sau của nó rất hay có từ gà. Vậy chứng tỏ là cái nó thực tế là chưa đúng không em? Mình đã chắc chắn là sẽ nói với anh ấy rồi. Nhưng mà thì nó sẽ ngược lại. Nhưng mà không có cơ hội nên là sẽ không, lăn là không nói được và chuyển sang ngày hôm nay. Nhé. Câu rất là dễ thôi ạ. Ừ. Hãy câu 6 nào các em ơi, đâu cứ bằng Tanaka-san, nani nani e wa ni kuwashi to wa mita koto ga nai. Các em nhớ ra xe từ kuwashi là cụ thể và chi tiết. Nếu mà nó đi với danh từ ni kuwashi mà chỉ về con người ấy, thì nó là cụ thể và am hiểu. Một người rất là am hiểu và tường tận về một lĩnh vực nào đó. Và cái ngữ pháp này là ngữ pháp mà sẽ nên học đến ngữ pháp này sẽ nên hay nói với các bạn ý là Hương sen xe kurai, Hương sen se gurai hoặc là Hương sen se hoto yasashi hito wa inai. Em không thấy người nào mà lại gì nhỉ? Dễ tính như cô Hương chẳng hạn. Đó, nghĩa là đây là ngữ pháp gì ở các em? X một trong ba từ gurai, gurai và hodo. Tiếp theo nani nani danh từ và phía đằng sau của chúng ta có thể dùng nai hoặc là inai. Nếu mà cái danh từ này là người á thì các em sẽ dùng inai. Còn danh từ này mà là vật thì các em dùng nai, bởi vì câu này nó đang cô tô mà đúng không? Tôi chưa từng nhìn thấy một người nào mà lại am hiểu về gì nào phim phò như bạn Tanaka, vậy đó chính là hô độ. Hô độ hoặc kurai kurai đều được các em nhé. Đây là ngữ pháp của N3 đấy ạ. Ừ. Ok, rất là tốt. Câu 6 của chúng mình đó chính là ni bang ạ. Ừ. Hôm nay các bạn xem livestream rất là giỏi nha. Chúng ta chuyển sang câu số 7 nha các em ơi. Câu 7 là một câu kego ni tsuete nhé. Một câu kính ngữ thì chúng ta sẽ phải xem nó là khiêm nhường hay là tôn kính, đúng không? Các em xem cái hành động này là của người khác hay là của bản thân mình. Nếu mà của người khác ấy thì nó sẽ là tôn kính, còn của mình sẽ khiêm nhường ngữ các em nhé. Ông chủ, ông ấy nói gì với nhân viên này? Ano mo yu bin butsu ga todoite iru janai kana? Cái từ in janai kana để chẳng phải là hay sao? Này, hình như là hàng bưu điện của em đến rồi đấy. À, vâng ạ. Dewa mite gì đó. Vậy xin hỏi các em cái việc mà xem ý, ai là người xem? Mình xem hay là người khác xem trong câu này? Mình xem đúng không? Mình xem thì mình phải khiêm nhường. Và khiêm nhường thì các em loại irasshaimasu để đây là tôn kính ngữ. Mite gì ạ? Gozaimasu thì đó là dạng lịch sự của từ arimasu. Loại ukagaimasu thì đó đến thăm, đến nhà ai đó chơi cơ thì mình mới dùng. Còn đây chỉ là đi bình thường thôi và đó chính là mite marimasu, chính là mite kimasu đúng không em? Các em có nhớ kimasu không? Thì khiêm nhường của từ kimasu là marimasu đúng không ạ? Em vâng ạ, mite kimasu. Em đi rồi em về, em đi xem rồi em quay lại ạ. Mite marimasu nhá. Ides ka minasan, đáp án của chúng ta là ni bằng. Ukagaimasu chỉ khi nào mình đến nhà thôi. Nhờ otaku ni ukagat de mo yoroshii desu ka? Em đến nhà anh chơi được không ấy? Đến chơi nhà nhá. Ừ. Câu số 8 các em đã nhìn thấy chưa? Câu 8 nào. À có những bạn rất là nhanh đã chọn Gyeongbang băng rồi. Hãy nhớ trên đây từ sạch ca cự này, nó một là đi với kara, hai là đi với nồ ní nhá. Cứ nhìn thấy sạch ca cứ thì sạch ca cự thì đứng sau của nó phải là nồ ní hoặc kara. Tốn công chờ đợi mất bao lâu rồi đúng không ạ? Đấy, chờ đợi mãi mới đến chủ nhật. Vì thế mà đi chơi đi. Ế, ám mắt thì ta cứ nói nó hôm nay tôi chẳng muốn đi gì cả. Sốn nà nì, manga yonde, ba kari iru to, karada ni wari yo. Này, suốt ngày chỉ toàn đọc truyện tranh thì không tốt cho sức khỏe đâu. Suốt ngày chỉ toàn làm gì đó. Khi mà chúng ta đưa ra một cái phê phán, phê bình đối phương thì các em sẽ dùng cái này. Nhớ chưa? Nó biểu thị trạng thái mà lặp đi lặp dẫn rất là nhiều lần nhé. VT Bakari Iru. Câu 8 đó là Dông Băng. Bạn Nguyễn Hoa để cho thêm một chút nhé. Đó, câu 8 là Dông Băng. Rồi, chúng ta chuyển sang câu số 9 nha. Câu 9 là một câu rất là hay.
Em ơi câu 9 này. 明日までに report を書かなければならないのだが, cho đến ngày mai tôi phải viết xong thì báo cáo. Nhưng tôi đã được, đúng không ạ? Tôi quyết định là tôi sẽ nhờ bạn của mình đi giúp mình, bởi vì tôi gì đó, bởi vì là tôi không thể viết được nên tôi mới nhờ bạn mình viết hộ. Vậy không thể viết được thì là mình sẽ chọn gì? Các em để ý này, ga chi là có khuynh hướng thường, đi quy là khó, có nghĩa là khó nhìn đúng không, khó làm, khó hiểu. Ni chi gai nai là chắc chắn, ni chi gai nai là chắc chắn, chắc chắn viết được là sai rồi đúng không em? Và cuối cùng đó là cái này, các em để trên trên này, bình thường các em có động từ bỏ mắt sự cộng với so để là mình đang phán đoán hành động đó sắp xảy ra trong tương lai. Amega furi so desu ne, trông trời có vẻ sắp mưa ấy. À, nimotsu ga ochi so desu yo, anh ơi hành lý sắp rơi kìa. Vậy là mình đang phán đoán hành động sắp sửa xảy ra, đúng không? Vậy nếu như mình chưa phủ định thì phải làm thế nào? Mình phán đoán ý, thì các em sẽ chưa phủ định bên ngoài, đó là bỏ mắt sự cộng với so mô này, là chắc là, có vẻ là em không thể làm được. Và động từ đứng ở trước này các em sẽ chia ở dạng gì? Khả năng. Rất hay ở khả năng. Deki somo nai, chắc là em không làm được đâu ạ. Đó, đừng đưa ra cái cảm giác của mình ấy, mình phán đoán. Deki somo nai. Kake somo nai, chắc là bởi vì mình đang phán đoán là chắc mình không viết được nên mình mới nhờ bạn viết. Nhớ cho em xem ngữ pháp nha. Somo nai, động từ bỏ mặt sự và thường là ở dạng khả năng. Câu số 9 của mình nó là Yong Bang em nhá. Câu 10 các em nhìn ở đây có từ na rè là tại sao này, đằng sau có từ kara đúng không? Na rè thì chính là bằng với đôi xe. Nếu mà bạn nào mà học cuốn sinh ăn gen ý, thì chúng ta sẽ phát hiện ra một ngữ pháp đây. Ngữ pháp này rất hay gặp trong bài sau. Doste nani nani ka to iu to nani nani kara desu. Thế nên sẽ cho nó dài ra cho nó nhìn nhé. Ồ, như này chúng ta vẫn chưa nhìn được đúng không? Cái nhìn này. Doste nani nani ka to iu to nani nani kara desu. To iu to là nếu nói là, nếu nói là, còn cái mà doce này, doce mà đi với cà này, thì đó là một câu nghi vấn, danh từ hóa câu nghi vấn đúng không em? Có từ để hỏi thì đứng sau sẽ có cà. Nếu nói là tại sao thế này thì đó là bởi vì cà đà, nhớ chưa? Vậy nên là các em sẽ không thể chọn đáp án là số 3 bởi vì không phải là cà đâu cà, mà nó chỉ dùng từ cà thôi bởi vì đứng trước nó có từ để hỏi mà. Đáp án của chúng ta đó là Ichiban nếu chúng ta biết đúng ngữ pháp này. Nhá, naze bằng với doste mà. Nếu nói là tại sao mà anh ấy được mọi người yêu thích thì đó là bởi vì, quả nhiên là bởi vì anh ấy là một người tính cách rất là ốp, rất là tốt, đúng không ạ? Nhớ nhá, naze nani nani ka to iu to. Câu số 11 ạ. Câu số 11 của mình đó là gì ạ? Watashi wa kare no iken ni sansei nano da ga hoka ni sansei shite kureru ito ga inai ijou nani nani yo na ki ga suru. Câu 11 các em chọn phương án là gì ạ? Xin đang chờ đợi một đáp án nhanh nhất. Tôi, bản thân tôi thì có tán thành ý kiến của anh đấy. Nhưng mà làm sao? Trên hết, ijo là ngoài ra không có người nào đồng ý và tán thành cho anh ấy. Vì vậy nên tôi có cảm giác rằng là bản thân chỉ một mình tán thành, không có ai tán thành, thì các em hiểu rằng là chúng ta có thể tiếp tục được không? Cái hành động đằng sau nó mang tính tích cực hay là tiêu cực? Nanto kanaru. Nanto kanaru đó chính là gì nhỉ? Bằng mọi cách, bằng cách nào đó vẫn xoay sở, vẫn ok. Thì cái này nó mang nghĩa tích cực rồi, mình phải đi tìm tiêu cực đúng không các em? Nanto kasai là muốn.
đúng không? Câu này chúng ta nhớ Gen Z nhá, nó phải là một kết quả, là một kết quả không, chúng ta không thể nào mà sao nhỉ, mà xoay sở được ý. Nên em không dùng vê tai là vê tai cứ nai đâu. Bây giờ chỉ còn lại mỗi câu 3 thôi. Câu 3 ở đây là gì này? Do ni mo nara này, là dù thế nào thì cũng không được ý ạ. Dù thế nào cũng không được thì đó chính là nhỉ, vô phương cứu chữa, là hết cách. Tôi cảm giác là hết cách rồi, vô phương cứu chữa luôn. Nhớ chưa? Nan to ka suru. Nếu mà các em có từ nan to ka suru thì mình sẽ là muốn làm như thế nào để giải quyết được cái vấn đề. Còn nếu mà nan to ka naru thì đó là gì nhỉ? Là mọi thứ đã xoay sở được. Ừ. Các em nhớ nhá. Hãy nhớ ra do ni mo nara này là vô phương, hết cách ạ. Ừ. Dù thế nào cũng được. Câu 11 này của chúng ta là sang băng. Hình như sẽ thấy các em đang chọn rất nhiều phương án. Một câu, cái phần ngữ pháp thực ra là đấy, các em thấy không, đề nào cũng thế, có câu dễ câu khó đúng không ạ, nhưng mà ít nhất thì các em cố gắng là những cái câu mà mình câu dễ thì chúng ta phải chắc chắn đúng đã rồi mình tính đến những câu khó đúng không. Số lượng comment đang giảm dần ạ, không biết là có phải do khó không làm được không ạ. Câu 12 các em ơi, câu 12 các em chọn là gì ạ? Có bạn đầu tiên là bạn Thùy Linh rồi ạ. À. Đã chọn phương án 2. Tất cả các bạn đang xem livestream ở đây, chúng ta hãy cùng comment phương án của mình đi ạ. Kino no no to nan dakedo. Bạn ơi, bạn ấy nhắc đến đúng không ạ? Đang đề cập vấn đề quyển vở ngày hôm qua. Kino yasunda no ne. À, hôm qua bạn nghỉ à? So nan da, đúng vậy. Ima wa motte nai kara, hôm nay tôi lại không mang đi cơ. Tanaka kun ni nani nani do ka. Các em có nhớ là ngữ pháp của chúng ta đó là ve tara do, đó là mình đang gợi ý đối phương nên làm gì không, bạn thử làm gì xem sao. Bạn thử làm gì xem sao thì chúng ta đứng rất là mình ạ, ve te mi tara đúng không, mình rất là dùng là ve te mi tara do, bạn thử gì đó xem sao. Câu thì là xem, câu thì cho xem. Câu này sẽ đây thấy có bạn chọn hai, có bạn chọn bốn này. Thứ nhất, thế nên hỏi các em, ai sẽ là người cho xem? Cho xem là bạn Tanaka và người xem là mình. Đúng không? Câu 1, Misete kure. Misete kure là gì ạ các em? Người khác cho xem. Nhưng vấn đề ở đây là các em phải đi bị gá cô. Mà cái câu này của mình đi bị ní đúng không? Nên chúng ta không dùng được. Tiếp theo là kudasai cũng vậy. Chúng ta không dùng ní mà phải dùng gá. Loại. Tiếp theo là giữa Misete morai và misasete itadake. Misete morai đó là được cho xem. Câu này rất đúng luôn. Tại sao câu 4 lại sai? Bởi vì sasete đi với cái đuôi đằng sau này thì nó là một câu xin phép. Một câu xin phép đúng không em? Câu này dịch là gì ta? Nếu mà các em chọn misasete itadakemasu ý, thì chủ ngữ của chúng ta, cái nói tóm lại là mình không có tanaka cưng ở đây được ạ. Sẽ nên nghĩ rằng là đây là bạn bè thôi, mình không nhất thiết phải là lịch sự như vậy đúng không, và cái này ý, nếu mà các em chuyển thành mite itaraketara thì đúng, được chưa, mite itaraketara là được bạn ý cho, được à, mise đúng rồi, cái này là mise te em ạ, mise te ạ. Nhắc lại nhá, câu số 4 các em phải chuyển thành mise te itarakimasu là được bạn ý cho xem, được bạn ý cho xem nhá. Thử gì nhỉ, thử được Tanaka cho xem, nghĩa là bạn thử xem của Tanaka xem sao ấy. Câu này là một câu hơi phức tạp nhá. Ừ. Câu số 13 cũng là câu hơi phức tạp một chút, càng về sau nó càng phức tạp đấy ạ. Ngữ pháp thì bao giờ cũng thế, có một vài câu khó, nhưng mà câu này thì sẽ nghĩ là cũng không làm khó được các em nhiều đâu. Những bạn nào màu sắc ngữ pháp thì cũng dễ. Nan do mo sensei ni sumon. Nani nani sensei wa isowashikute kekkyoku sumon dekinakata. Sensei bận, kết cục là không hỏi được. Rất nhiều lần tôi hỏi sensei. Đúng không? Rồi. Nào, các em sẽ xem phương án của mình đó là gì. Câu tiếp theo, câu số 13.
Các em chọn phương án là gì ạ? Suru mono dewa nai keredo. Suru mono dewa nai dokoro ka. Shiyou to shite mita keredomo. Shiyou to suru dokoro ka. Có bạn chọn 3, có bạn chọn 4. Nhớ giúp bên xe này, các em hãy nhớ nhá. Là ở đây có một ngữ pháp về yo tố sự là định làm gì, là cố làm gì. Nhớ chưa? Ở đây các em sẽ loại 1 và loại bài 2. Được chưa? Shiyou to suru. Shiyou to shite mita là đã gì nhỉ? Thử hỏi, đã cố hỏi. Keredomo, nhưng tôi đã cố hỏi sensei rất nhiều lần, tôi đã thử định định đấy ạ, định hỏi sensei rất nhiều lần, nhưng sensei bận nên là kết cục không hỏi được. Còn câu 4 này, dokoroka, đây là ngữ pháp của N2. Nếu như các em nhìn thấy dokoroka thì nó mang nghĩa phủ định, nghĩa là nó phủ định với đằng trước. Ở đây nghĩa là gì? A dokoroka b, các em sẽ dịch như thế này, không A mà ngược lại còn B. Ngược lại B, thậm chí là B. Cái B này nó chính là cái người ta cần nhấn mạnh. Giống như mình có câu trên đây này, rất hay gặp này. Chiken no mai ni benkyou suru dokoro ka asobi ni ikimasu. Trước ngày thi, bạn ấy không học hành gì mà bạn ấy còn đi chơi cơ. Ngược lại bạn ấy còn đi chơi cơ. Nếu có dokoro ka thì dịch là gì? Là không. Vậy câu này chẳng nghĩa là mình không có ý định hỏi à? Mình có ý định hỏi cơ mà, đúng không? Thì câu này sẽ là ba nhá. Sao mà đề thi ngữ pháp ngày hôm nay thì là sẽ thấy rằng là nó 50-50 đấy ạ. Đề có cái mức độ phân chia về những kiến thức của các bạn, đúng không ạ? Bạn nào mà ở trình dễ, bạn nào mà ở cái trình mà 90 thì là chắc chắn là chúng ta, các em biết là đề thi N3 thì nó sẽ lấy 95 điểm, đúng không? Nếu mà các em làm được câu dễ của bài này thì nên nghĩ chúng ta chỉ được đủ điểm đỗ thôi ạ. Thế nên là cái việc mà luyện đề là rất là quan trọng các em ạ. Mình phải luyện đề nhiều thì chúng ta mới có thể biết được những câu khó như vậy. Đến câu số 14 là phần bài sao các em nhé. Musume to ha, đứa con gái và mẹ nói chuyện với nhau ạ. Tadaima. À đấy, お母さん, まだ起きてたの ta nó. Con về rồi đây. Ô, mẹ vẫn thức à? もう何時だと思ってるの ra tổ một tê nó. Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nani ka, nani wa katteru no. Con có biết. Thứ nhất là các em sẽ nhìn thấy ở đây là có một từ để hỏi là đô na ni như thế nào. Vậy đứng sau từ để hỏi thì nó phải có cả. Đứng sau từ để hỏi phải có cả. Và cả thì nó rất hay đi với qua cả được. Cái cả và đứng ở cuối cùng. Đô na ni shimpai shita ka wakatteru no. Vậy là kem sẽ có là cái ba đứng ở đây. Vậy còn lại là Kato omotte nanika. Nanika thì phải đi với atta. Nanika tan janai kato omotte. Nhắc lại này. Nanika atta janai kato omotte. Mẹ nghĩ rằng là con gặp chuyện gì đó. Cái từ ẩn janai là chẳng phải là nghĩ rằng đấy. Tóm lại cái này là cái suy nghĩ ý kiến thôi. Mẹ nghĩ rằng chắc là con bị xảy ra chuyện gì đó. Con có biết là mẹ lo lắng như thế nào không? Don nani shinpai shita ka wakatteru no? 4, 1, 3, 2. Đáp án vần sau của chúng ta đó là xăng băng ạ. Câu số 15. Tanaka-san, どうして dance始めたのかな? Tại sao lại bắt đầu nhảy, đúng không? Học nhảy. Tại sao mà bạn Tanaka lại học nhảy nhỉ? Kanojo ga nani nani tabenan datte. Em ơi, cái đuôi datte ở đây là nghe nói nhá. Nghe nói là bởi vì cô ấy
Đó, rồi. Câu này thì các em để ý trên này có từ Ishokenmena. Đứng sau na thì phải là một danh từ. Vậy là chúng ta có nanowa rồi. Đúng không? Ishokenmena nanowa. Dansu ni à? Nếu mà dansu ni chắc là chúng ta là dansu ni ishokenme nanowa, đúng không? Đó. Dansu ni ishokenme nanowa. Sekai taikai ni shuchuzo suru tame. Nan datte. Nghe nói là cái lý do mà cô ấy chăm chỉ siêng năng vào đan sự, vào nhảy nhót, khiêu vũ là ta mẹ là bởi vì để cô ấy tham dự vào cuộc thi thế giới đấy. Được chưa các em? 3, 1, 4, 2. Câu này sẽ đề nghị rất nhiều bạn sai đấy ạ. Các em xem lại giúp em xem nhá. Na thì phải là nano này. Ní thì được rồi, chăm chỉ vào cái gì đúng không ạ? Đấy, chăm chỉ vào cái gì? Còn ta mê thì chắc chắn là cái siêu chư dô sư được phải đứng ở đằng sau rồi, mục đích mà, đúng không em? Ừ. Judokuban, câu số 16 ạ. Tomodachi no apato ittara chodo nani nani gojiso ni naru koto ni sa. Cái này là rất là giống như hoàn cảnh của gia đình, các gia đình đúng không? Đúng lúc ăn thì nào thì đến đấy, kiểu kiểu vậy. Ừ. Các em ơi, chúng ta viết trên đây cái số thứ tự nhá, câu 16 nè. Khi mà mình đến căn hộ nhà đứa bạn, đúng không? Đó. Ryori o ryori o nani nani. Thế thì khả năng chúng ta sẽ có 1 đi với 4 này. Ryo ryo shite tôi cô là đúng lúc đang nấu ăn. Vậy là khả năng cái này nó đứng ở đầu tiên này các em này. Chô độ mà, chô độ là đúng lúc đúng không em? Chô độ nai nani te đựng tô cô ấy, đúng lúc đang nấu ăn. Ok, thế thì ở đây chúng ta có đặt tạm đồ đấy là vì, bởi vì là đúng lúc đang nấu ăn nên tôi gì nhở đã được quyết định là gì nhở hiru ohang o gochiso ninaru, đúng không? Các em có từ hi đưa hàng của gochiso sư tử đó là được người ta kiểu như chiêu đãi ăn trưa luôn ý. So nè, đúng lúc đúng không? Bởi vì đúng lúc nhà bạn đang nấu ăn, thế nên là tôi được nhà bạn mời ở lại ăn trưa luôn ý. Có câu này của chúng ta đó là 1432 các em ạ. Nhớ ngữ pháp mình sẽ nhá. Chô độ nani nani te đựng tô cô đồ đúng lúc đang, đúng không? Đúng lúc đang. Câu số 17 ạ. Ie no chikaku de doro koji o nani nani datta. Ở gần nhà tôi này, sau đó công trình đường này, đường xá này. Nếu mà có ố các em nhìn thấy không? Nếu mà có ố ấy, thì đứng sau nó phải là một động từ đúng không? Mà động từ ở đây chỉ có mỗi cái số 3 thôi. Chắc chắn ba đứng ở đây. Đạt tạ thì không thể đi với cự tê đạt tạ được, gư đai đạt tạ cũng cứ nghe bây giờ nai đạt tạ thì không có, vậy chắc chắn hai đứng đây đúng không? Gư đai là đến mức đấy các em ạ. Bây giờ sinh nhật đã cho chúng ta vị trí là ba ở đầu hai ở cuối rồi, còn lại chúng ta còn một và bốn ạ. Nào các em ơi, một và bốn chúng ta sẽ điền ở đâu ạ? Câu số 17 ạ, có bạn Tùng Giang, bạn Thùy Linh là 3142. Uru sa cử te yoru mo nerarenai gurai datta. Ở đây người ta nói rằng là bởi vì là người ta đang thi chầu thi công đường đúng không ạ? Đó, sau đó uru sa cử te nói ồn. Vì vậy nên gurai đến mức mà đêm tôi không thể ngủ được, ồn đến mức như vậy. Ồn đến mức đêm tôi không thể ngủ được. Đúng là 3142 rồi ạ. Phải được PDF no hẹc hẹc hẹc. Các bạn đang xin cái PDF của file 880 từ vựng N3 sẽ lên up trên group đấy ạ. Sẽ cũng đã nhận được mail của bạn của hai bạn là Nhi và bạn gì đó thì phải. Có hai bạn. Thế nhưng mà sẽ chưa có thời gian để gửi cho các em. Các em có thể inbox trên xe nhá. Nhiều khi là comment nó cũng bị trôi ấy.
Các em có thể tăng tên lên xe vào nhiều á, các em biết mỗi ngày trên đây đến hàng tận gần trăm comment, tại vì các em comment rất là nhiều, rất là nhiều thông báo thì không thể nào lướt hết được. Nên là nếu mà các em có nguyện vọng gì thì các em có thể inbox trực tiếp của các em tăng tên lên xe vào nhá. Trên đây cũng thường là một cái rất là nhiều việc, rất là công việc nó rất là nhiều, thế nên là để gửi mail cho các bạn thì trên đây cũng quên đấy, quên 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 bén đi mất đấy. Câu số 18 của chúng ta. Câu 18 nào, chúng ta sẽ làm nốt câu này nhé. Hôm nay chúng ta chỉ làm đến đây thôi ạ. Phần bài sau cuối cùng. Taifu na do no ekyo de, ảnh hưởng của bão. Nani nani masu ga yoroshiku negai itashimasu. Các em có nhìn thấy ở đây có từ gồ me wa cự ố không? Thì đứng sau của nó phải là ba. Me wa cự ố kakemasu, đó là gây ảnh hưởng đúng không? Làm phiền ý. Go đi với sư tử thì là dạ khiêm nhường ngữ. Ok, vậy là chắc chắn 1-3 đứng cạnh nhau rồi. Tiếp theo là kem có VT thì phải là VT Ori, vậy là 2 cộng với 4. Vậy là Orimasu phải đứng đây đúng không? Vậy là chúng ta sẽ có là gì rồi? Koji ga okurete. Okurete. Rồi. Cái này thì trên đây bị nhầm một chút rồi đúng không kem? Cái này là chúng ta sẽ hai phải đứng ở đầu tiên chứ nhở? Koji ga okurete. Gome wa kuo okakeshite orimasu. Đúng rồi. Chúng ta sẽ có từ okakeshite orimasu là khiêm nhường đấy. Là gì đây nhở? Là công trình thi công bị chậm do ảnh hưởng của bão. Chúng tôi có làm phiền mọi người thì xin mong mọi người giúp đỡ và thông cảm. Câu này là 2, 1, 3, 4 các em ạ.